Từ khi anh thôi học, từ khi đôi đứa. Nào quý vị ơi, đây là cái đường Bao La nè quý vị. Đường Bao La ở bên đó là Hồng Kông 4, ở đây là khu Kim Sơn. Hiện tại bây giờ là sáng ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 10. Thì Tony Lê đang uống cà phê long hưởng thụ cuộc sống sáng ngày Chủ nhật sau một tuần lễ làm việc mệt mỏi đó quý vị. Thì sáng mình lên đây mình ngồi mình nhâm nhi miếng cà phê, nhìn trời trong xanh gió mát để mà ngẫm lại cuộc đời đó quý vị, suy nghĩ lại cuộc đời đó. Alright. Thì bên kia là xôi chè Houston, bên đây là gì nail supply tào lao mới lao gì đó, tùm lum hết nào quý vị không. Thì đây là nguyên cái con đường này á. Alright. Là cái khu người Việt lớn nhất ở cái thành phố Houston, tiểu bang Texas, và lớn thứ hai ở trên cái đất nước Mỹ này. Ở trong tương lai, trời ơi chiếc xe đẹp quá, very good, trời ơi xe đẹp quá trời kìa, quý vị thấy xe Mercedes không, má ơi đã quá. Ok, thì trong tương lai có thể ở đây đó quý vị, là cái khu mà người Việt có thể là lớn nhất ở hải ngoại đó trong tương lai đó. Hiện tại bây giờ thì nó xa Phú Lộc Thọ thôi, nhưng mà trong tương lai nó có thể nhiều hơn Phú Lộc Thọ, tại vì bà con ở Phú Lộc Thọ người ta đang chuyển qua đây rất là nhiều. Đó là không phải là cái chủ đề mà tôi lên chia sẻ ngày hôm nay. Cái chủ đề tôi lên chia sẻ là bà con hỏi tôi lên là ngày nào để đi bỏ phiếu sớm, ngày nào để đi bầu cử sớm đó. Thì sau đây mời quý vị theo dõi cái video để biết được những cái ngày giờ, những cái thông tin cuộc bầu cử tổng thống tháng sau nhé. Và đây là một cái cuộc bầu cử mà có thể nói là gay cấn trong 60 năm vừa qua. Tại vì sao? Tại vì có mặt tổng thống Trump tái tranh cử đó quý vị. Quý vị thấy thông tin nó hay hữu ích thì nhớ bấm like và ủng hộ Tony bằng cách là chia sẻ và viết vài chữ bình luận nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sáng Chủ nhật ngày 13 tây tháng 10 năm 2024, thì từ hồi tối hôm qua cho đến bây giờ Tony Lê đọc ít nhất phải 30 cái bình luận. Bà con cô chú bác bình luận hỏi Tony Lê là ngày nào để đi bầu cử sớm. Thì sáng hôm nay trước khi Tony Lê đi uống cà phê á, thì Tony Lê đã có tìm hiểu ngày giờ. Thì bây giờ Tony Lê sẽ chia sẻ với quý vị ngày giờ nếu quý vị nào muốn đi bầu cử sớm nha. Ok, thì cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay á, trước hết thì Tony Lê xin chia sẻ một chút xíu, không phải chỉ riêng cho đất nước Mỹ đâu quý vị, mà nó hình như là cả cái quả địa cầu này hàng tỷ người đang chăm chú vào cái cuộc bầu cử, và chỉ còn có 20 mấy ngày nữa thôi thì cuộc bầu cử sẽ bắt đầu. Lý do tại sao cái cuộc bầu cử năm nay mà hàng tỷ người chăm chú là tại vì đây, thứ nhất, lý do thứ nhất là tổng thống Trump tái tranh cử. Lý do thứ hai là cả cái thế giới này trong 4 năm vừa qua nó lu bu lộn xộn như cái chợ cá. Tony Lê đang ngồi ở cà phê Long trên đường Bel Air trong cái khu Kim Sơn, ở kế bên tiệm vàng của anh Đức Chiêu Rì, nhà tài trợ của Tony Lê đó. Ok, đây đây. Thì 4 năm vừa qua nước Mỹ nó đi xuống là điều thứ nhất, kinh tế, chính trị, quân sự, tệ nạn xã hội, rồi di dân lậu, rồi homeless đầy đường ở trên cái đất nước Mỹ này. Ok, tức là mình gọi nôm na là nước Mỹ đi xuống rồi. Cái thế giới này nó chiến tranh rầm rộ, cho nên đây là cái cuộc bầu cử mà có thể nói là hàng tỷ người mong đợi. Mong đợi điều gì? Mong đợi là tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc để làm gì? Để đưa đất nước Mỹ đi lên trở lại, đưa đất nước Mỹ an toàn, đưa kinh tế phát triển, dân giàu nước mạnh. Rồi cái này mới là cái quan trọng nè, cả cái thế giới này sẽ ngừng chiến tranh. Tại vì sao Tony Lê nói như vậy? Quý vị lục lại cái lịch sử của các đời tổng thống trong cái thời gian mấy chục năm vừa qua đi, hầu như là ông tổng thống nào của đảng Cộng Hòa hay của đảng Dân Chủ đều có chiến tranh, nhưng ngoại trừ
4 năm dưới thời Tổng thống Trump thì không có chiến tranh là điều thứ nhất. Kinh tế phát triển, dân Mỹ cơm no áo ấm là điều thứ hai. Cho nên chúng ta nhìn cái kết quả mà chúng ta nói chuyện nha quý vị. Chứ chúng ta không phải là vì Tổng thống Trump đẹp trai giống như Tony Lê hay là Tổng thống Trump là tỷ phú rồi cái chúng ta ủng hộ. Không phải. Chúng ta ủng hộ là vì cái tương lai, cái sự nghiệp của chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta, và đặc biệt là tương lai của đất nước Mỹ, cái nơi mà chúng ta đang sinh sống, và cái thế giới này nó hòa bình cho loài người, đúng quý vị. Chứ không phải chúng ta ủng hộ là vì Tổng thống Trump đẹp trai hơn ông Biden hay là giàu hơn bà Cà Má Lá, vân vân và vân vân. Không phải. Cho nên đây, bây giờ Tony Lê sẽ chia sẻ cái lịch trình bầu cử sớm nha. Bắt đầu ngày 21 tới tháng 10 là quý vị có quyền đi bầu cử sớm cho tới ngày 1 tây tháng 11. Alright. Rồi sau đó ngày 5 tây tháng 11 là ngày chính thức và ngày cuối cùng để bỏ phiếu. Rồi Tony Lê nhắc lại, bắt đầu ngày 21 tây tháng 10 là chúng ta được quyền đi bỏ phiếu sớm, cho đến ngày 1 tây tháng 11 là chấm dứt cái chuyện bỏ phiếu sớm. Rồi sau đó ngày 5 tây tháng 11 là ngày chính thức và cũng là ngày cuối cùng để bỏ phiếu. Nhưng theo như cái ý kiến của Tổng thống Trump thì chúng ta nên đi bỏ phiếu tầm khoảng 2 ngày sớm thôi quý vị. Đừng có bỏ phiếu sớm quá. Tại vì sao? Ai cha trời ơi, mỏi tay quá quý vị ơi. Cầm tay. Trời trong xanh gió mát, nắng vàng rực rỡ. Ở đây rất là mát quý vị nha. Quý vị thấy không? Tony Lê á. Để Tony Lê chia sẻ cái này nha. Hồi nhỏ đó, lúc 18 tuổi đời đó, Tony Lê bị tuyết đó, nó vùi dập đời trai ở trên cái đất nước Mỹ này. Cả chục năm tuyết nó vùi dập cuộc đời trai trẻ của Tony Lê. Cho nên bây giờ quý vị không, mới có 60 mấy độ F thôi mà Tony Lê phải chơi vô một cái áo lạnh đây. Tại vì Tony Lê chịu lạnh không được, chịu nóng thì được, nhưng mà chịu lạnh không được. Già rồi quý vị, xương cốt mình nó yếu rồi. Đấy. Lúc mới 18 tuổi đời, mới vừa bước chân ra đời trên cái đất nước Mỹ này á, tuyết nó vùi dập, trời ơi, làm cho Tony Lê coi như là bây giờ á không chịu lạnh nổi. 60 mấy độ F nào quý vị nhìn nè, trời nắng vàng rực rỡ nè, thấy chưa, nắng vàng rực rỡ mà Tony Lê á phải chơi cái áo khoác như thế này là hiểu rồi đó. Nhưng mà bên dưới là Tony Lê chơi cái quần tà lỏng nha quý vị, lúc nào cũng vậy. Tony Lê nói thật với quý vị nha, 1 năm 12 tháng Tony Lê chưa bao giờ chọn vô cái quần dài. Cho dù trời lạnh, mùa đông ở đây á, thì nó cũng không có lạnh gì mấy. Thành ra Tony Lê chỉ chơi cái áo lạnh thôi, nhưng mà không bao giờ mặc quần dài quý vị. Chơi vậy đó, nó gọi là biệt danh là vua tà lõn. Vua tà lõn, Tony Lê là vua tà lõn. Rồi bây giờ mình trở lại rồi. Thành ra bà con cô chú bác nào mà xem được cái video này thì bà con cô chú bác biết là ngày giờ để đi bỏ phiếu sớm bắt đầu ngày 21 tây tháng 10 là quý vị bắt đầu được quyền đi bỏ phiếu sớm cho đến ngày 1 tây tháng 11. Rồi là cái chuyện bỏ phiếu sớm sẽ chấm dứt ở cái ngày 1 tây tháng 11. Rồi sau đó ngày chính thức là ngày 5 tây tháng 11 là ngày chính thức bầu cử và cũng là ngày cuối cùng. Quý vị ơi, quý vị à, Tony Lê xin gửi một cái thông điệp. Bà con thấy 4 năm vừa qua chúng ta như thế nào, nước Mỹ như thế nào, cái thế giới này nó như thế nào. Hàng triệu người dân Mỹ tự nhiên đùng một cái trở thành homeless, gọi là vô gia cư đó quý vị. Và không mua nhà nổi, không mua xe nổi, lạm phát tăng cao, lãi suất tăng cao, vật giá leo thang, xăng dầu mắc mỏ. Rất là nhiều doanh nghiệp của người Việt phải bỏ của chạy lấy người. Gọi là phá sản đó quý vị. Đấy, đó. Thành ra rất là bi đát cho cái đất nước Mỹ này trong cái suốt thời gian 4 năm vừa qua dưới cái thời ông Biden. Mà bây giờ quý vị thấy không, cái bà Cà Má Lá, bà được phỏng vấn và bà được hỏi như thế này: nếu bà lên làm tổng thống thì bà có cái dự tính thay đổi những cái chính sách gì trong 4 năm vừa qua không? Bà ta trả lời là no, tôi chẳng có cái gì trong đầu óc tôi để thay đổi cả. Tức là ý bà nói là sẽ tiếp tục 4 năm như thế này, chỉ có thay đổi cái tên tổng thống thôi, là từ Biden qua bên bà Harris, còn ngoài ra những cái chính sách là nó the same shit. Okay. Thành ra nếu quý vị muốn sống y hệt như 4 năm vừa qua cho 4 năm kế tiếp thì quý vị bỏ phiếu cho bà Harris. Còn nếu quý vị muốn cuộc sống an nhàn, đô la, vui vẻ yêu đời thì quý vị bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Tương lai sự nghiệp của chúng ta
và đặc biệt là cái thế giới này nó hòa bình, không có chiến tranh quý vị nhé. Rồi thì nếu quý vị thấy cái thông tin nó hữu ích thì đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ, bấm nút like, viết và chữ bình luận. Và bà con cô chú bác nào mà chưa nhấn nút đăng ký thì please ủng hộ tinh thần cho nhóm Tony Lê bằng cách là bấm nút đăng ký channel, để cái nhóm của Tony Lê đạt được 500.000 subscriber cuối năm nay nhé. Bây giờ là mình được 300 mấy chục ngàn rồi đó quý vị. Và Tony Lê cũng gửi lời cảm ơn đến bà con cô chú bác đã đồng hành cùng với Tony Lê trong suốt cái thời gian vừa qua nhé. Have a good day. Thank you very much.